Quý thính giả vẫn đang nghe làn sóng Hồng Việt TV. Tiếp theo sau đây là phần tin quốc tế mở đầu với Julie. Ukraine và quân ly khai đổ lỗi cho nhau về đợt pháo kích mới. Quân đội Ukraine và quân ly khai được Nga hậu thuẫn cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hôm nay, một ngày sau khi cuộc pháo kích một trường mẫu giáo đẩy căng thẳng quốc tế tăng vọt. Trung tâm chỉ huy phối hợp Ukraine tại mặt trận miền Đông cho biết quân đội dậy vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 20 lần từ lúc nửa đêm đến 9 giờ sáng, trong khi quân ly khai Donetsk và Lugansk nói rằng quân đội pháo kích 27 lần. Cuộc tấn công xảy ra một ngày sau khi đạn pháo xuyên qua bức tường của một trường mẫu giáo ở làng Senesia Luganska ở miền Đông. 20 trẻ em và 18 nhân viên không bị thương, nhưng sự việc làm tăng lo sợ Nga có thể leo thang cuộc xung đột trong khi tìm cớ để xâm lược Ukraine. Cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đã kéo dài 8 năm, làm cho hơn 14.000 người thiệt mạng và buộc hơn 1.5 triệu người phải rời khỏi nhà cửa của họ. Nhưng bạo lực tăng vọt mới nhất đang được cả thế giới theo dõi. Giới Hoa Kỳ và NATO cáo buộc Điện Kremlin đang tìm cớ để xâm lược. Các nhà quan sát từ Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu OSCE công bố 189 vi phạm ngừng bắn ở khu vực Donetsk hôm thứ Năm, so với 24 vi phạm ngày hôm trước. Khu vực Lugansk xảy ra 402 vi phạm ngừng bắn, tăng từ 129 vi phạm vào hôm thứ Tư. Hồng Kông dành riêng 20.000 phòng khách sạn cho cách ly COVID-19. Lãnh đạo Carrie Lam vào hôm nay cho biết là Hồng Kông dành riêng hơn 20.000 phòng khách sạn cho cách ly COVID-19 khi thành phố đối phó với số lây nhiễm tăng vọt. Bà Lam cho hay 21 khách sạn đã ngỏ ý chuyển khách sạn của họ thành điểm cách ly, vượt xa mục tiêu ban đầu của chính quyền là 7.000 cho đến 10.000 phòng. Các cơ sở cách ly tại Hồng Kông đạt công suất tối đa và giường bệnh viện sử dụng hơn 95% do lây nhiễm tăng vọt, khiến cho một số bệnh nhân, kể cả người lớn tuổi, phải nằm trên giường bên ngoài trong thời tiết lạnh giá và thỉnh thoảng là có mưa. Quyết định trên được đưa ra khi phía nhà chức trách của Hồng Kông ghi nhận số lây nhiễm mới tăng 60 lần và sau khi Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình giao cho các lãnh đạo Hồng Kông một nhiệm vụ quan trọng hơn hết mọi chuyện là ổn định và kiểm soát COVID-19. Đài TVB cho biết Hồng Kông hôm nay sẽ công bố ít nhất 3.600 ca lây nhiễm mới, với 7.600 ca dương tính sơ bộ khác. Công ty CK Asset Holding của tỷ phú Lý Gia Thành cho hay họ sẽ cung cấp hơn 3.000 phòng khách sạn tại 4 khách sạn và Sun Hung Kai Property sẽ cung cấp 1.000 phòng. Chủ tịch Raymond Kwok của Sun Hung Kai Property đã nói rằng chỉ đạo quan trọng của Chủ tịch Tập hỗ trợ Hồng Kông chiến đấu đại dịch và huy động các cơ quan trung ương liên quan để trợ giúp cho Hồng Kông, tăng thêm sự tin tưởng cho nhân dân của Hồng Kông. Còn New World Development dự tính là cung cấp khoảng 700 phòng, trong khi Henderson Land thì thông báo gia đình sáng lập này sẽ tài trợ 10 triệu đô la Hồng Kông, tức là khoảng 1.3 triệu Mỹ Kim, để gửi trang thiết bị phòng chống dịch bệnh cho các nhà dưỡng lão và cơ sở khác. Khách sạn Dorset Swan Wong ở tại khu Tân Giới từ hôm nay thì sẽ cung cấp hỗ trợ chỗ ở cho những người dương tính COVID-19 nhưng không có triệu chứng hoặc là chỉ có triệu chứng nhẹ. Ngành du lịch Thái Lan kêu gọi nới lỏng các quy định COVID-19 để thu hút du khách. Các tổ chức du lịch ở Thái Lan kêu gọi chính phủ nới lỏng các quy định COVID-19 đối với hành khách quốc tế để thu hút du khách nhân dịp lễ Phục sinh trong tháng 4. Chủ tịch 20 Hiệp hội và Hội đồng Du lịch gửi thư cho Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và giới chức liên quan đề nghị sửa đổi quy định COVID-19 đối với hành khách ngoại quốc. Ông Prayut là lãnh đạo cơ quan ứng phó tình hình COVID-19 CCSA, đơn vị quyết định phương hướng kiểm soát dịch bệnh của Thái Lan. Trong lá thư ghi ngày 16 tháng 2, các tổ chức du lịch đề nghị CCSA xem xét bỏ quy định hành khách quốc tế phải xét nghiệm RT-PCR lần thứ nhì trong ngày thứ 5 trong chuyến đi của họ. Việc này là vì tỷ lệ lây nhiễm giữa du khách trong ngày thứ 5 thấp hơn tỷ lệ lây nhiễm địa phương hiện tại. Nó cũng giúp giảm chi phí của du khách. Những đề nghị khác bao gồm giảm mức bảo hiểm du lịch từ 50.000 đô la xuống 25.000 đô la, rút ngắn thời gian cách ly đối với hành khách dương tính virus từ 10 ngày xuống 5 ngày. Hiện nay, hành khách dương tính COVID-19 phải cách ly 10 ngày để chữa trị tại bệnh viện, khách sạn hoặc cơ sở cách ly khác. Ngoài ra, các tổ chức du lịch cũng kêu gọi CCSA nới lỏng quy định cách ly đối với người tiếp xúc nếu họ xét nghiệm âm tính trong ngày thứ nhất.
Lá thư nói rằng các đối thủ cạnh tranh du lịch như Việt Nam và Nhật Bản chuẩn bị công bố nới lỏng quy định đi lại trong tháng 4. Nới lỏng quy định ở nhiều nước khác làm cho Thái Lan mất khả năng cạnh tranh trong du lịch. Có nghĩa là du khách sẽ chọn những nước không có những quy định nghiêm ngặt thay vì đến Thái Lan. Chính quyền quân phiệt Miến Điện và chính quyền bị lật đổ đấu tranh đòi sự công nhận tại Tòa án Liên Hiệp Quốc. Chính quyền quân sự Miến Điện sẽ tham dự phiên nghe lời khai tại Tòa án Liên Hiệp Quốc tại The Hague vào tuần tới, bất chấp về phía đối lập chính trị cho rằng việc này sẽ có thể cho chính quyền quân phiệt một sự công nhận quốc tế. Buổi nghe lời khai sẽ tập trung vào tranh cãi phát sinh từ đơn kiện của Gambia nộp năm 2019 tại Tòa án Quốc tế vì Công lý, còn gọi là Tòa án Thế giới, và các buộc Miến Điện diệt chủng người Rohingya Hồi giáo. Hơn 730.000 người Rohingya chạy khỏi Miến Điện sau cuộc đàn áp của quân đội năm 2017 sang khu trại tị nạn bẩn thỉu tại Bangladesh. Các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc kết luận rằng cuộc đàn áp của quân đội là có ý định diệt chủng, trong khi chính quyền của dân sự của bà Aung San Suu Kyi thì thất thủ trong cuộc đảo chánh quân sự cách đây một năm. Bà phản bác cáo buộc quân đội diệt chủng do Gambia đưa ra, và đại diện chính quyền quân phiệt sẽ dự phiên nghe lời khai online tại ICJ, giải quyết những đơn phản đối thẩm quyền xét xử do Miến Điện nộp hồi tháng 1 năm 2021. Nhiều cơ quan Liên Hiệp Quốc mời đại diện chính quyền quân sự dự các cuộc họp, mặc dù quân đội Miến Điện thì không có thường trực chính thức tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York. Ủy ban chứng nhận thuộc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 12 hoãn quyết định về vấn đề này, và ủy ban cho phép ông Yo Mong Tun, đại diện của chính quyền bị lật đổ trong cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 2 năm 2021, tiếp tục giữ chức vụ này. Các thành viên của chính quyền thống nhất quốc gia, chính quyền song song mà bao gồm nhiều nhà lập pháp đang lưu vong, đầu tuần này nói rằng ông Mo Tun là người duy nhất mà có quyền tham gia phiên tòa thay mặt cho Miến Điện. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế kết thúc chuyến đi đầu tiên để giám sát xả nước từ nhà máy Fukushima ra biển. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA hôm nay cho biết họ đạt được tiến triển đáng kể trong nhiệm vụ đầu tiên để kiểm tra kế hoạch xả nước đã xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Từ thứ hai, nhóm đặc nhiệm của IAEA đã đến Nhật Bản để đánh giá kế hoạch dần dần xả nước ra biển. Phó Tổng Giám đốc IAEA Lady Award cho hay, nhóm quốc tế bao gồm các chuyên gia ngoài IAEA đã kiểm tra việc chuẩn bị tại địa điểm, dự tính bắt đầu xả nước ra biển sớm nhất là tháng 3 năm tới. Và nói rằng nhóm đặc nhiệm IAEA đạt được tiến triển đáng kể trong việc của họ trong tuần này để hiểu rõ hơn kế hoạch vận hành do quản lý của Nhật Bản về xả nước đã xử lý ra biển. Hơn 1 triệu tấn nước đã xử lý chứa trong bồn tại nhà máy này kể từ khi nó bị tan chảy sau trận sóng thần năm 2011 và sắp hết chỗ chứa. IAEA tán thành xả nước ra biển vì nó tương tự cách xả nước thải tại các nhà máy điện hạt nhân ở những nơi khác. Nhưng kế hoạch được chính phủ chấp thuận tháng 4 năm ngoái gây ra phản ứng mạnh từ các nước láng giềng vì lo ngại môi trường và an toàn. Nó cũng bị phản đối mạnh mẽ từ các cộng đồng ngư nghiệp địa phương. Những người lo ngại nó sẽ phá hoại nhiều năm vất vả khôi phục sự tin tưởng vào hải sản của họ. Nước đã được xử lý, nhưng một số thành phần phóng xạ như tritium vẫn còn. Theo các chuyên gia, không có bằng chứng nó sẽ gây nguy hiểm, nhưng những người phản đối muốn chặn kế hoạch xả nước ra biển. Nhóm đặc nhiệm thu thập mẫu nước và thông tin kỹ thuật trong chuyến đi và sẽ công bố kết luận vào cuối tháng 4. Tòa án Ấn Độ kết án tử hình 38 người vì các cuộc đánh bom năm 2008. Hôm nay, một tòa án Ấn Độ kết án tử hình 38 người vì một loạt các cuộc đánh bom năm 2008 làm hàng chục người thiệt mạng tại thành phố Ahmedabad, một trong những bản án tử hình tập thể lớn nhất đất nước. Cuộc tấn công phối hợp ở trung tâm thương mại của tiểu bang Gujarat năm 2008 làm 56 người thiệt mạng. Một nhóm Hồi giáo mang tên Mujahideen Ấn Độ tuyên bố trách nhiệm, nói rằng các vụ nổ này là để trả thù cho vụ bạo động tôn giáo năm 2002 tại Gujarat mà làm khoảng 1.000 người thiệt mạng. Tòa án hôm nay kết tội 49 người vì cuộc tấn công, trong đó hơn 200 người bị thương. Công tố viên Amit Pato nói rằng thẩm phán Pato tuyên án tử hình 38 người trong số 49 người bị kết tội. 11 người bị kết án tù chung thân cho đến chết. Những người này bị xác định phạm tội giết người và đồng lõa, và gần 80 người bị truy tố nhưng 28 người được tha bổng.
Phiên xử này kéo dài hơn một thập niên vì hệ thống pháp lý phức tạp của Ấn Độ, với hơn 1.100 nhân chứng được triệu tập khai lời chứng. Cảnh sát cũng đã phá vỡ đi một âm mưu năm 2013 của hơn 12 bị cáo nhằm trốn khỏi nhà tù. 77 nghi phạm bị giam giữ nhiều năm, ngoại trừ một người được tại ngoại sau khi được chẩn đoán bị bệnh tâm thần phân liệt. Ahmedabad là nơi xảy ra bạo động tôn giáo năm 2002, mà trong đó ít nhất 1.000 người, đa số là người Hồi giáo, bị chém, bắn và thiêu chết trong vụ bạo lực giáo phái, làm chấn động thế giới. Sự việc bắt nguồn từ vụ 59 người Ấn giáo thiệt mạng trong đám cháy xe lửa trên đường về nhà, từ một trong những địa điểm linh thiêng nhất của Ấn giáo. Trong vụ này, 31 người Hồi giáo bị kết tội đồng lõa và giết người. Nước Úc sẽ đưa Hamas và tổ chức cực hữu ở Hoa Kỳ vào danh sách khủng bố. Nước Úc hôm thứ Năm cho biết họ đã đưa nhóm cực đoan cực hữu National Socialist Order và dự tính đưa Hamas vào danh sách các tổ chức khủng bố khi lo ngại tăng cao về trẻ em bị cực đoan hóa. Bộ trưởng Nội vụ Karen Andrew cho hay National Socialist Order, trước đây được gọi là Atom Waffen Division, sẽ cùng các nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham và Horace al-Din được đưa vào danh sách khủng bố. Cánh quân sự của Hamas lữ đoàn Is al-Din al-Qassam đã bị xem là tổ chức khủng bố từ năm 2003. National Socialist Order được đưa vào danh sách hôm thứ Năm, đưa tổng số nhóm bị cấm lên 28. Hai nhóm Hồi giáo sẽ bị đưa vào danh sách trong tháng 4. Bà Andrew cho biết quan điểm của Hamas và các nhóm cực đoan bạo lực được đưa vào danh sách hôm nay là rất đáng lo ngại. Không có chỗ nào ở Úc cho những quan điểm như thế này. Luật pháp Úc không những cấm hành vi khủng bố mà còn cấm các tổ chức lập kế hoạch, cấp tài chính và thực hiện những hành động khủng bố này. Thủ tướng Natalie Bennett khen ngợi Thủ tướng Úc Scott Morrison vì quyết định xem Hamas là nhóm khủng bố. Ông Bennett nói rằng ông cảm ơn Thủ tướng Úc vì đã hành động cho vấn đề này sau cuộc thảo luận. Đây là một bước quan trọng khác trong cuộc chiến chống khủng bố. Bộ trưởng Ngoại giao Israel cũng cảm ơn Đại sứ Úc tại Israel Paul Griffiths vì bước đáng kể trong cố gắng quốc tế của Israel để ngăn chặn các tổ chức khủng bố. Tàu chở 1.100 chiếc xe Porsche bốc cháy và trôi dạt tại Đại Tây Dương. Một tàu hàng khổng lồ được cho là đang chở hàng ngàn chiếc xe, trong đó có 1.100 chiếc xe Porsche bốc cháy và trôi dạt ngoài khơi khu vực Azores vào hôm thứ Năm, sau khi 22 thuyền viên được cứu thoát khỏi tàu. Đám cháy bùng phát sáng thứ Tư ở khoang hàng hóa của tàu Facility. Con tàu khởi hành từ Emden của Đức vào ngày 10 tháng 2 và dự tính sẽ đến Davisville, Rhode Island vào hôm thứ Tư. Con tàu cách đảo Terceira tại khu vực Azores của Bồ Đào Nha khoảng 320 km khi lực lượng Bồ Đào Nha hôm thứ Tư đến di tản thuyền viên. Không ai bị thương trong cuộc cứu nạn đòi hỏi kỹ năng cao, mà trong đó bao gồm một trực thăng để đưa thuyền viên đến đảo Faao gần đó. Hiện chưa rõ bao nhiêu hàng hóa trên tàu thiệt hại trong đám cháy, và trang web chuyên về xe hơi Detroit cho biết là tập đoàn Volkswagen ước tính có gần 4.000 chiếc xe trên tàu, trong đó là có 189 chiếc Bentley. Vụ hỏa hoạn này đã xảy ra khi các phòng trưng bày trên toàn quốc đang cố gắng đáp ứng nhu cầu khách hàng. Và trong thông báo tối thứ Năm, phát ngôn viên của hãng xe Porsche tại Bắc Mỹ cho biết là 1.100 chiếc xe của công ty trên con tàu, nhưng không rõ số phận của những chiếc xe này hiện giờ đang ra sao. Quả dâu tây khổng lồ Israel lập kỷ lục Guinness về quả dâu tây nặng nhất thế giới. Theo tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới, một nông dân Israel trồng được quả dâu tây nặng nhất thế giới. Ông Chahi Ariel tìm thấy quả dâu tây phá vỡ kỷ lục tại nông trại gia đình. Ariel ở khu vực Karima Choran cách đây một năm. Ông Nirdai, nhà nghiên cứu và nhân giống dâu tây tại viện Vukani, nơi giống dâu tây này được phát triển, cho biết với cân nặng 289 gram, quả dâu tây này nặng hơn khoảng 5 lần trọng lượng bình quân của giống dâu tây này. Quả dâu tây dài 18 cm, dày 4 cm và chu vi 34 cm. Nó trông giống như nhiều quả dâu tây hợp lại tại cuống, tạo ra hình dáng của một chiếc quạt tây. Ông Ariel cho hay thời tiết lạnh giá đầu năm 2021 làm chậm lại quá trình chính của quả dâu tây kỷ lục, giúp nó tiếp tục tăng thêm trọng lượng. Ông Nirdai cho biết giống dâu tây mang tên Elan có quả lớn và nhiệt độ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nó.
dâu tây nặng nhất trong mùa đông có thể cân nặng đến 60 gram. Ông Ariel cho hay quả dâu tây khổng lồ được tìm thấy cách đây một năm và bảo quản trong tủ đông cho đến nay. Khi kỷ lục được xác nhận, kỷ lục trước đó thuộc về một nông dân Nhật Bản. Người phát hiện quả dâu tây nặng 250 gram trong lúc thu hoạch dâu vào năm 2015. Hoa lục tuyên bố họ phát minh ra môn trượt tuyết. Bắc Kinh đang thách thức niềm tin rằng Âu Châu là nơi khai sinh của môn trượt tuyết và tuyên bố môn thể thao này thực sự có nguồn gốc từ hoa lục cách đây hơn 10.000 năm. Cơ quan du lịch nói rằng nghệ thuật cổ đại trên đá mô tả những nhân vật đang cầm những đồ vật giống như là ván trượt tuyết, chứng minh tuyên bố này. Bắc Âu được xem là nguồn gốc của các môn thể thao trên núi kể từ khi ván trượt tuyết có từ năm 2500 trước Công Nguyên, được tìm thấy tại một đầm lầy ở Thụy Điển. Trượt tuyết là môn thể thao mới nhất trong một loạt môn thể thao mà được tuyên bố là có nguồn gốc từ hoa lục như bóng đá, lướt sóng và đánh golf. Những hình ảnh này được thấy tại Tân Cương năm 2005 cũng mô tả những con vật bên cạnh các nhân vật cầm đồ vật giống như là ván trượt tuyết, cho thấy là con người đã sử dụng chúng để săn bắt. Chúng chưa được xác định niên đại nhưng Trung Cộng nhấn mạnh chúng chứng tỏ Bắc Kinh xứng đáng tổ chức Thế vận hội mùa đông. Chính quyền dùng lễ khai mạc Olympic để quảng bá Tân Cương là một khu vực bị cáo buộc xảy ra tội ác chống lại nhân loại như giam giữ hàng loạt, theo dõi, tra tấn người Duy Ngô Nhĩ cũng như các nhóm thiểu số Hồi giáo khác. Trung Cộng tuyên bố Tân Cương là nơi khai sinh và tương lai của trượt tuyết với đài truyền hình nhà nước nói trong đoạn video được phát trong lễ khai mạc. Quý vị có thể thấy từ những hình vẽ rằng tổ tiên của chúng tôi từ thời kỳ đồ đá cũ đã làm ra ván trượt tuyết để đi lại và săn bắt. Đây là nguyên mẫu của trượt tuyết sơ khai nhất. Không những vậy thì điểm du lịch Atli ở tại phía bắc Tân Cương cũng chuyển sang quảng cáo khu vực này là nguồn gốc của trượt tuyết. Và đó cũng là kết thúc phần tin quốc tế. Và một lần nữa sau vài phút thương mại sẽ là phần tin Việt Nam.